các tỷ phú Ấn Độ nổi lên nhờ vaccine COVID-19. Sau đợt ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ấn Độ đang lên kế hoạch tiêm chủng cho 1,4 tỷ dân trong vài tháng tới. Nước này cần khoảng 2 tỷ liều vaccine, thu hút sự vào cuộc của các ông lớn dược phẩm. Ấn Độ từng được biết đến với khả năng cung cấp thuốc generic, thuốc gốc giá rẻ cho toàn thế giới, kim ngạch xuất khẩu hàng năm lên đến 24 tỷ USD. Đồng thời, nước này cũng được xem là cường quốc vaccine, nơi đặt trụ sở của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, nhà sản xuất số lượng vaccine lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong khủng hoảng về dịch COVID-19, nước này rơi vào tình trạng thiếu vaccine. Cho đến nay, chỉ 1/10 dân số Ấn Độ được tiêm chủng đầy đủ và 1/3 dân số đã tiêm liều đầu tiên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, nước này đã chấp thuận sử dụng 5 loại vaccine và đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 13 loại khác. Ông Hoàng Vaccine Azaponaala là con trai của tỷ phú Sajid Ponnala, chủ tịch tập đoàn Sajid Ponnala, bao gồm Viện Huyết Thanh Ấn Độ và một công ty công nghệ sinh học, nơi sản xuất vaccine lớn nhất thế giới. Đầu đại dịch, Azaponaala đang giữ chức giám đốc điều hành của Viện Huyết Thanh, cam kết dành 800 triệu USD mở rộng nhà máy để tăng số lượng vaccine COVID-19 từ 1,5 tỷ liều lên 2,5 tỷ liều trong năm nay. Aza chia sẻ với tờ Hindustan Times, từ khi nghe bài nói chuyện của Bill Gates trên Teta vào năm 2015, cảnh báo rằng thế giới chưa có sự chuẩn bị để đối diện với đại dịch virus. Tôi bắt đầu thuyết phục ba của tôi và công ty tập trung phát triển mạnh về vaccine để sẵn sàng đối đầu với những tình huống như thế. Để làm được điều đó, Azaponaala tăng gấp đôi diện tích sản xuất vaccine và thay mặt WHO, Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, GAVI tổ chức các chương trình thực hiện về vaccine. Khi dịch COVID tấn công trên toàn cầu, Aza quyết định hoặc là không làm gì để mọi thứ tự nhiên diễn ra hoặc là chấp nhận rủi ro và trở thành người đi trước. Cuối cùng, Aza chọn cách thứ hai, biệt danh ông Hoàng vaccine cũng xuất hiện từ đây. Ba nhà máy của Viện Huyết Thanh đang sản xuất một loại vaccine lợi nhuận cao lập tức ngừng sản xuất để chuyển sang hợp tác cùng Oxford sản xuất vaccine AstraZeneca, AZT-1222, tháng 12 năm 2020. Thì vaccine này nhận được phê duyệt đầu tiên của Cơ quan Quản lý các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc của Vương quốc Anh. Viện đã sản xuất được 40 triệu liều và hướng đến mục tiêu sản xuất ít nhất 100 triệu liều mỗi tháng. Trước đây chúng tôi sản xuất 1,5 tỷ liều vaccine mỗi năm và chưa bao giờ tưởng tượng được cả thế giới sẽ phụ thuộc vào chúng tôi như lúc này. Mặt khác, là một doanh nghiệp tư nhân, không chịu sự ràng buộc của các nhà đầu tư hay ngân hàng, chúng tôi hoàn toàn chủ động trong chiến lược và kế hoạch sản xuất, Aza nói với Bloomberg. Nhờ vaccine, Aza và gia đình Ponnala vốn giàu nay càng giàu hơn. Theo thống kê của SCMP, South China Morning Post của Hồng Kông, Ponnala là gia đình giàu thứ 6 Ấn Độ với tài sản ước tính khoảng 16,2 tỷ USD. Đại gia đình Ponnala đang sống trong dinh thự khổng lồ mang phong cách châu Âu có tên Aza Abad và sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật triệu đô Mỹ bao gồm nhiều tác phẩm đắt giá của các danh họa như Vincent Van Gogh, Zenu và Zembergan. Các loại xe hơi sang trọng như Ferrari 360, Porsche Cayenne, Rolls Royce Phantom và bản sao xe Batmobile được thiết kế dựa trên Mercedes. Benz S350 đều nằm trong bộ sưu tập xe hơi yêu thích của Aza Ponnala. Ngoài ra, ông còn sở hữu nhiều tài sản, bất động sản và sản phẩm đấu giá giá trị khác được giới nhà giàu ngưỡng mộ. Aza đang xây dựng một nhà máy sản xuất vaccine khác tại Ấn Độ trị giá 400 triệu USD. Nhà máy dự kiến mở cửa vào năm 2024, được thiết kế với công suất 1 tỷ liều vaccine mỗi năm. Aza nói, có thể lúc ấy đã quá muộn để khống chế COVID-19, nhưng nhà máy sẽ là bước chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyển biến bất ngờ trong tương lai. Ông trùm dược phẩm Pankaj Patel là chủ tịch của Cadila Healthcare, công ty dược phẩm lớn thứ năm nước này. Danh hiệu ông trùm dược phẩm Bedford Maman được Quỹ Công nghiệp Ấn Độ và Nhà Kinh tế đặt cho Pankaj vào năm 2003, ghi nhận những đóng góp của ông vào sự phát triển của Cadila Healthcare và ngành dược phẩm, sản phẩm y tế của Ấn Độ. Khi dịch COVID-19 bùng phát vào giữa năm 2020, Siju Cadila, công ty con của Cadila Healthcare, đang sản xuất trung bình 10 triệu liều vaccine mỗi tháng đã lên kế hoạch mở rộng khả năng sản xuất đạt 25 triệu đến 30 triệu liều trong vòng 4 đến 6 tháng. Bước vào cuộc đua vaccine COVID-19, công ty tập trung sản xuất thuốc kháng virus Remdesivir và thử nghiệm lâm sàng vaccine Zicor-D độc quyền, sử dụng cho người lớn lẫn trẻ em. Hiện công ty đang thử nghiệm giai đoạn 3 và chờ cấp phép sử dụng khẩn cấp từ cơ quan quản lý của Ấn Độ loại vaccine này. Pankaj cho biết, công nghệ sản xuất Zicor-D là công nghệ mới nhất của công ty, phát triển vaccine dựa trên nền tảng DNA, không cần chủng virus. Đồng thời, sự ổn định của vaccine được cải thiện, yêu cầu bảo quản lạnh thấp hơn nên có thể dễ dàng vận chuyển đến các vùng xa, điều kiện khó khăn. Siju Cadila đang thiết lập một cơ sở mới để bảo đảm sản xuất 120 triệu liều Zicor-D mỗi năm, đáp ứng cho 40 triệu dân Ấn Độ có thể tiêm đủ 3 mũi một năm. Theo báo cáo doanh thu quý 3, lợi nhuận dòng của cả công ty tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lương tổng tài sản của tỷ phú Pankaj Patel lên mức 6,4 tỷ USD, đứng thứ 28 trong danh sách người giàu nhất Ấn Độ do Forbes thống kê. Ngoài Azaponaala và Pankaj Patel,
các ông lớn kinh doanh dược phẩm của Ấn Độ cũng đang chú tâm đến thị trường vaccine. Nhà sản xuất vắc Bharat Bio International có trụ sở tại Hyderabad do doanh nhân Krishna Ella thành lập đang sản xuất 25 triệu liều mỗi tháng, cung cấp vaccine chủ yếu trong nước. Genova Biopharmatica, một công ty con của Empujay Pharmaceutical ở Pune, cũng đang hợp tác với HTT Bio Corporation của Hoa Kỳ để phát triển vaccine mRNA HGC019. Được biết, Empujay thuộc sở hữu của Satish Mehta, từng là một trong những người giàu nhất Ấn Độ trước đây. Công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO trên thị trường chứng khoán. Sau khi Ấn Độ cho phép nhập khẩu và sử dụng vaccine của nước ngoài, phòng thí nghiệm của tiến sĩ Zeddy do gia đình tỷ phú Zeddy kiểm soát ở Hyderabad đã đạt được thỏa thuận với quỹ đầu tư trực tiếp của Nga để phân phối vaccine Sputnik V. Dự kiến công ty này sẽ cung cấp số lượng lớn vaccine cho các đợt tiêm chủng tiếp theo của Ấn Độ. Tất cả các ông lớn dược phẩm Ấn Độ đang gấp rút chạy đua cùng với dịch COVID-19, với hy vọng vừa có thể giúp Ấn Độ sớm hoàn thành mục tiêu tiêm chủng, vừa muốn khẳng định vị thế công ty trong lĩnh vực sản xuất vaccine.